chứa, ốc kiểu chứa. Cái gì đây? Hãy subscribe cho kênh Name Is Manh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Quay cả đây cái này cho nó nhiều mặt hàng này, cà chua xoài xanh này. Mùa này về thịt mua ta nên mua được một lúc chứ. Thank you.